Ngọc Trang kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp Chủ nhật ngày 17 tháng 10. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần may mắn và bình an. Hiểu được nỗi lo lắng về dịch bệnh nên phần cuối chương trình chúng tôi có chia sẻ phương pháp tăng sức đề kháng tại nhà. Cảm ơn quý vị đã nhấn like, đăng ký lựa chọn chúng tôi để cập nhật tin tức mỗi ngày. Hiện tại trên kênh Hành Trình Tương Lai Nguồn Cội đã có video mới Y Sơn Giả Thoại, năng lượng tự thân có thể tiêu diệt siêu vi khuẩn. Và ngay sau đây như thường lệ là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Đàm Vĩnh Hưng bị yêu cầu rời ghế giám khảo Miss World Việt Nam sau ồn ào từ thiện. Nhật Kim Anh, Thúy Diễm công bố sao kê tiền từ thiện miền Trung. Người dân bị làm khó khi đón thân nhân ở sân bay ga tàu. Miền Trung tiếp tục mưa lớn khẩn cấp bảo vệ hồ đập nguy cơ mất an toàn. Quảng Nam thêm 71 F0, nhiều sinh giáo viên dương tính. Bình Dương bỏ quy định người từ các tỉnh đến phải cách ly 7 ngày. Người dân Bà Rịa, Vũng Tàu, Khánh Hòa được tắm biển trở lại. Học trò nghèo bị giữ học bạ vì không đủ tiền đóng quỹ. Đường sắt Cát Linh, tổng thầu Trung Quốc từ chối thực hiện kết luận của kiểm toán. Bến Tre bỏ việc dán niêm phong cửa ô tô khi xe đi qua địa bàn tỉnh. 27 địa phương tái khởi động tuyến vận tải khách liên tỉnh. Tổng số liệu ca mắc COVID-19 trên cả nước. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, chương trình Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021 công bố ban giám khảo cuộc thi thu hút sự quan tâm của dân mạng. Việc có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng trong dàn ban giám khảo đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng chuyên môn và hình ảnh của nam ca sĩ chưa phù hợp để đảm nhận vị trí ghế nóng. Là người của công chúng có sức ảnh hưởng đến nhiều khán giả, nhưng Đàm Vĩnh Hưng có nhiều lần có lời lẽ thiếu kiềm chế trên mạng xã hội. Không những thế, Đàm Vĩnh Hưng cũng gây chú ý khi liên tục tranh cãi với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng về vấn đề từ thiện. Trong khi đó, cuộc thi Miss World Việt Nam 2021 tìm ra một người đẹp mang vẻ đẹp tri thức, nhân cách, tâm hồn, đại diện cho Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Vì vậy, nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng không phù hợp với vai trò ban giám khảo và cho rằng cần thay người khác. Trong khi đó, mạng xã hội và một số trang báo đang đưa tin bà Liên Jackie Phạm, hay còn gọi là Liên Phạm, nộp đơn ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng, tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, lên tòa án quận Cam, bang California, nước Mỹ từ tháng 8 năm nay. Các thông tin này cho biết Đàm Vĩnh Hưng và Liên Phạm kết hôn vào năm 2004, ly thân từ năm 2018. Khi Tuổi Trẻ Online liên hệ quản lý truyền thông của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời về các thông tin và cho biết muốn tập trung cho các hoạt động điều tra. Ngày 16 tháng 10, đại diện của Thúy Diễm cho biết, nữ diễn viên đã chuẩn bị sẵn hai bộ sao kê cùng giấy tờ liên quan để minh bạch khoản tiền từ thiện hơn 3 tỷ đồng giúp đỡ người dân miền Trung vào năm 2020. Cụ thể, hai bản sao kê tài khoản từ ngày 13 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Theo Thúy Diễm, đối với các mạnh thường quân cần giải trình chi tiết, họ có thể liên hệ với cô qua địa chỉ email cá nhân để cung cấp thông tin và số tiền đóng góp. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng chuẩn bị thêm bộ hồ sơ trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu làm việc. Trước đó một ngày, Nhật Kim Anh cũng đến ngân hàng và tiến hành sao kê khoản tiền kêu gọi từ thiện, giúp đỡ bà con miền Trung. Thời gian sao kê tài khoản từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021, với tổng số tiền là 880 triệu đồng, trong đó cá nhân nữ diễn viên ủng hộ hơn 324 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được Nhật Kim Anh chuyển vào tài khoản An Vui của MC Đại Nghĩa. Thời gian qua, mạng xã hội nóng vì câu chuyện thiện nguyện của một số cá nhân nghệ sĩ. Ngày 15 tháng 10, sau những ồn ào về chuyện các nghệ sĩ kêu gọi từ thiện, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã mời làm việc đối với ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành, MC Đại Nghĩa. Báo VN Express đưa tin, thời gian gần đây nhiều người dân tại tỉnh Thanh Hóa bức xúc vì bị làm khó không được vào đón thân nhân ở sân bay Thọ Xuân, các ga tàu hỏa mà phải sử dụng dịch vụ đưa đón. Điển hình, ông Nguyễn, người dân trú tại xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, phản ánh, ngày 15 tháng 10, ông dùng ô tô cá nhân đến sân bay Thọ Xuân đón con trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến nơi thì bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát của sân bay giữ lại, không cho vào chở người mà yêu cầu hành khách phải đi taxi, được đăng ký tại sân bay để về nhà. Những hành khách cùng chuyến bay muốn di chuyển sang tỉnh khác cũng phải tuân thủ quy định này. Không riêng vận tải sân bay, hành khách xuống ga tàu hỏa trên địa bàn khi xuống tàu cũng được yêu cầu dùng xe theo giới thiệu hoặc tự gọi xe bên ngoài. Tuy nhiên, một số khách cho rằng quy định bắt buộc hành khách đi xe theo giới thiệu sẽ gây tốn kém vì nhiều người mất việc thời gian dài, gặp khó khăn mới phải hồi hương. Lý giải về việc này, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết việc này là để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Theo báo Tiền Phong, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, nên trong ngày hôm nay 17 tháng 10, ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Đáng chú ý, từ nay đến ngày 18 tháng 10, ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Dự báo ở Nghệ An có tổng lượng mưa từ 100 đến 200mm một đợt, cục bộ có nơi trên 200mm một đợt. Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa từ 300 đến 600mm một đợt, cục bộ có nơi trên 600mm một đợt. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên có tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm một đợt, cục bộ có nơi trên 300mm một đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, số 8 gây mưa lớn liên tiếp, khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 1.706 trên 1.994 hồ chứa đầy nước. Dự báo trong vài ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to, gây nguy cơ mất an toàn cho các hồ đập. Tối ngày 16 tháng 10, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ghi nhận thêm 71 ca mắc COVID-19, trong đó có 67 ca bệnh tại huyện miền núi Phước Sơn, 4 ca bệnh còn lại ghi nhận tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Theo thông tin ban đầu, ổ dịch ở huyện Phước Sơn bùng phát liên quan đến bệnh nhân tên là N, 18 tuổi, trú ở xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, là công nhân của một công ty tại khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Chưa rõ nguồn lây, qua test nhanh các thành viên trong gia đình N phát hiện em ruột của bệnh nhân tên là M, học sinh lớp 8, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường trung học cơ sở Phước Chánh và một người hàng xóm của N mắc COVID-19. Địa phương đang tiếp tục mở rộng đối tượng xét nghiệm đối với học sinh, giáo viên tại trường học trên. Đến thời điểm hiện tại đã phát hiện thêm hàng chục học sinh và giáo viên trường học của em M dương tính. Theo thống kê của ngành y tế tỉnh, từ ngày 18 tháng 7 đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận tổng cộng 844 ca mắc COVID-19, gồm 138 bệnh nhân cộng đồng, 442 ca lây nhiễm thứ phát, 185 ca từ các tỉnh và 79 ca nhập cảnh. Chiều ngày 16 tháng 10, tỉnh Bình Dương điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc cách ly y tế đối với các trường hợp từ tỉnh, thành phố khác đến địa bàn. Cụ thể, Bình Dương sẽ thực hiện cách ly y tế đối với những người có nguy cơ nhiễm bệnh gồm người nước ngoài nhập cảnh, người đủ điều kiện xuất viện và hoàn thành thời gian điều trị COVID-19, người là F1 từ các tỉnh, thành khác đến địa phương. Đối với các trường hợp còn lại từ các tỉnh khác đến Bình Dương, thực hiện áp dụng theo nghị quyết số 128. Như vậy, các trường hợp F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc tiêm 1 mũi vaccine ít nhất 14 ngày sẽ không phải cách ly y tế tập trung 7 ngày như thông tin trước đó. Thông tin từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho hay bắt đầu từ ngày hôm qua 16 tháng 10, người dân khi đi vào địa bàn tỉnh không phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, tỉnh cũng cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ cắt tóc, gội đầu nhưng không tập trung quá 5 người cùng một thời điểm. Các hoạt động thể thao ngoài trời, cầu lông, quần vợt, đi bộ thể dục được phép hoạt động và không tập trung quá 10 người. Người dân được tắm biển được di chuyển giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh, trừ những trường hợp đi và đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ 3-4 hoặc vùng phong tỏa. Vẫn duy trì hoạt động chốt kiểm soát trên quốc lộ 51 và một số khu vực sắp xanh tỉnh bạn, nhưng các chốt kiểm soát dịch nội tỉnh sẽ giải tán. Cũng trong ngày 16 tháng 10, người dân vùng xanh ở tỉnh Khánh Hòa được đi tắm biển trở lại nhưng không tập trung quá 5 người một nhóm trên bãi biển và công viên bờ biển. Ngoài ra, các hoạt động tổ chức liên hoan, tiệc cưới, hoạt động tôn giáo, người có thẻ xanh và vàng đều được tham dự nhưng hạn chế số lượng tham gia. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch được phép hoạt động khi đáp ứng các tiêu chí về phòng dịch. Riêng các hoạt động tại các quán bar, vũ trường, karaoke, phòng trà, câu lạc bộ hát, massage, trò chơi điện tử, dạp chiếu phim tiếp tục tạm dừng. Chiều hôm qua ngày 16 tháng 10, tỉnh Đắk Nông có quyết định kỷ luật cắt hết chức vụ đối với hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập, xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút, bị tố cáo vì không trả học bạ để chuyển cấp cho một em học sinh lớp 5 tên là B vì gia đình nghèo không có tiền đóng quỹ. Thông tin ban đầu, kết thúc năm học 2019-2020, vì không có tiền nên ông ngoại của B không đóng được tiền quỹ. Dù ông ngoại của B và giáo viên chủ nhiệm đã lên trình bày hoàn cảnh khó khăn của B, nhưng vị hiệu trưởng này vẫn không cho rút hồ sơ để em chuyển lên cấp 2, khiến em phải nghỉ học giữa chừng. Mãi đến khi năm học mới bắt đầu được 3 tuần, một cô giáo cũ thời mầm non của B phát hiện sự việc đã thay gia đình đóng 550.000 đồng tiền quỹ, thì vị này mới trả học bạ cho em B. Được biết cha mẹ của B bỏ đi khi em còn nhỏ, vì thế B phải sống với ông ngoại. Hoàn cảnh của hai ông cháu đặc biệt khó khăn.
Liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, theo báo cáo của Bộ Xây dựng hiện nay, dự án vẫn còn nhiều vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào vận hành khai thác. Cụ thể, việc thực hiện một số nội dung theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước gặp khó khăn khi tổng thầu EPC là nhà thầu Trung Quốc được chỉ định trong hiệp định vay, cho rằng mình không có nghĩa vụ phải thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, thiếu hợp tác và từ chối thực hiện. Theo báo cáo, dự án Cát Linh Hà Đông chậm tiến độ nhiều năm, tăng tổng vốn đầu tư từ khoảng 8.769,9 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng, tức là tăng 9.231 tỷ đồng. Ngoài trách nhiệm chính thuộc về Tổng thầu Trung Quốc, thì chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Đường sắt chịu trách nhiệm trong các công tác quản lý điều hành dự án. Tư vấn thiết kế bước lập ra dự án chịu trách nhiệm về chất lượng lập dự án đầu tư, thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thi công, quản lý tiến độ, chất lượng giá thành xây dựng. Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cho thấy tại chốt kiểm soát cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 Bến Tre, cửa xe ô tô đã bị dán niêm phong khi các phương tiện này lưu thông ngang qua địa bàn để sang tỉnh khác. Biện pháp này được cho là tránh tình trạng tài xế người trên ô tô khai báo đi địa phương khác nhưng dừng và xuống xe ở Bến Tre. Những hình ảnh của việc dán niêm phong tại chốt kiểm soát cầu Rạch Miễu được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Đa phần dư luận đều tỏ ra không đồng tình với việc dán niêm phong này, nhất là khi chính phủ đã ra nghị quyết 128 về thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Trưa ngày 16 tháng 10, trao đổi với phóng viên, đại diện tỉnh Bến Tre cho biết địa phương đã ngừng áp dụng yêu cầu này từ khi tỉnh áp dụng chỉ thị 19. Còn theo chủ tịch tỉnh Bến Tre, tỉnh không chỉ đạo việc dán tem niêm phong cửa ô tô khi xe đi ngang qua địa bàn tỉnh. Vị này cho hay, việc này do lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát sáng tạo ra, tỉnh đã yêu cầu dừng việc này. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến nay có 27 địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đắk Nông, Phú Thọ, Phú Yên, Lai Châu, Kon Tum, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Nam Định và Bình Dương. Trong số các địa phương chấp thuận có 22 địa phương tái khởi động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh với 247 tuyến đăng ký, chạy thực tế là 128 tuyến. Số chuyến xe đăng ký là 316 chuyến một ngày, thực tế hoạt động là 66 chuyến một ngày với 65 xe hoạt động một ngày. Tổng số khách đã được vận chuyển là 203 khách. Cùng với đó, có 11 sở giao thông vận tải đang chờ tỉnh, thành phố đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến gồm Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương và Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Y tế tính đến hết ngày 16 tháng 10, Việt Nam ghi nhận thêm 3.221 ca nhiễm mới và 88 ca tử vong mới, cụ thể như sau. Ngày 16 tháng 10, Việt Nam ghi nhận thêm 3.221 ca nhiễm mới, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 790 ca, Đồng Nai 397 ca, Bình Dương 385, Sóc Trăng 142, An Giang 130, Tiền Giang 121, Bình Thuận 116, Tây Ninh 101, Đồng Tháp 97, Kiên Giang 93, Cà Mau 93, Đắk Lắk 84, Quảng Nam 71, Long An 70, Cần Thơ 42, Khánh Hòa 42, Trà Vinh 41, Thanh Hóa 39, Hậu Giang 38, Gia Lai 34, Hà Giang 34, Bạc Liêu 31, Kon Tum 30, Quảng Ngãi 29, Nghệ An 25. Hà Nội 23, Vĩnh Long 15, Lâm Đồng 11, Bà Rịa Vũng Tàu 11, Đắk Nông 10, Hà Nam 10, Quảng Trị 9, Ninh Thuận 8, Bình Định 8, Thừa Thiên Huế 5, Nam Định 5, Bắc Ninh 4, Sơn La 4, Bến Tre 4, Quảng Bình 2, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Phú Yên, Điện Biên và Hà Tĩnh mỗi nơi 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 860.860 ca nhiễm, trong đó có 790.504 ca đã hồi phục, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày 16 tháng 10, Việt Nam ghi nhận 88 ca tử vong vì COVID-19 bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 58 ca, Bình Dương 11 ca, Tiền Giang 3 ca, Long An 3 ca, Tây Ninh 3 ca, An Giang 2 ca, Cần Thơ 2 ca, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Kiên Giang và Sóc Trăng mỗi nơi 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Những thành phố ma ở Trung Quốc đủ sức chứa toàn bộ dân số nước Đức. Trung Quốc nâng cấp 3 căn cứ không quân lớn gần Đài Loan. Xuất hiện video nghi binh sĩ Ấn Độ bị lính Trung Quốc áp giải. Châu Âu và Trung Quốc đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh.
Khủng hoảng chuỗi cung ứng dân Mỹ không thể mua được hàng. Hàn Quốc gia nhập cuộc đua vũ trụ. Indonesia phát hiện nồng độ paracetamol cao bất thường trong nước biển. Châu Âu lên kế hoạch ứng phó giá năng lượng tăng cao. Châu Âu cảnh báo song dịch nguy hiểm khi đông về. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Đông Nam Á và trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của kênh CNN, sự tan rã của tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đã làm dấy lên sự chú ý trên toàn cầu và các nhà đầu tư đang chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với khoản nợ khổng lồ của tập đoàn này. Các chuyên gia đã phân tích một vấn đề tiềm ẩn sâu hơn, thị trường bất động sản Trung Quốc đã dư cung trong nhiều năm. Trước khi Evergrande phá sản, hàng chục triệu căn hộ bị bỏ trống trên khắp nước Trung Quốc. Một thống kê cho thấy có hơn 50 thành phố ma và 64,5 triệu căn hộ không người ở rải rác khắp Trung Quốc hồi năm 2019. Khoảng 100 triệu bất động sản có thể đã được mua nhưng chưa được sử dụng, có thể chứa khoảng 260 triệu người. Dù vậy, nhiều thành phố và công trình bất động sản vẫn còn đang tiếp tục được đầu tư và xây dựng. Nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á của Capital Macro, Max William, ước tính rằng vẫn còn khoảng 30 triệu bất động sản chưa bán được ở Trung Quốc với sức chứa 80 triệu người, tương đương toàn bộ dân số của Cộng hòa Liên bang Đức. Trang Driver đưa tin, hình ảnh chụp từ vệ tinh do công ty Planet Lab cung cấp cho thấy Trung Quốc được cho là đang nâng cấp 3 căn cứ không quân gần Đài Loan là Long Điền, Hội An và Trương Châu nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên không. Việc xây dựng bắt đầu từ đầu năm 2020 và tiếp tục diễn ra mà không bị gián đoạn trong suốt thời điểm đại dịch, diễn biến cho thấy Bắc Kinh đang gấp rút ưu tiên hoàn thành công trình này. Theo đó, các hầm chứa đạn được cho là xây dựng tại Long Điền. Sự thay đổi này có thể hỗ trợ cho các hoạt động tác chiến và cung cấp đạn dược của Trung Quốc khi hoạt động ở khu vực. Ngoài ra, tại căn cứ này, Trung Quốc dường như cũng mở rộng thêm các sân bay và xây dựng thêm 4 nhà chứa kiên cố có chức năng bảo vệ. Điều này có thể cho thấy sự gia tăng nhân sự tại căn cứ trên. Chuyên gia nhận định sự nâng cấp nhanh chóng các cơ sở quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan được cho là nhằm cải thiện khả năng bảo vệ và giấu kín khí tài, hoạt động tác chiến cũng như mở rộng năng lực hỗ trợ trong tương lai. Mới đây, một nhà báo của Global Times, tờ báo nhà nước Trung Quốc, đang đăng một video lên mạng xã hội Twitter đính kèm hashtag xung đột Trung Quốc-Ấn Độ và biên giới Trung Quốc-Ấn Độ. Đoạn video được cho là ghi lại cảnh các binh sĩ Trung Quốc áp giải các binh sĩ Ấn Độ bị bịt mắt. Tuy nhiên, bài viết không tiết lộ thời điểm đoạn video này được quay. Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ trong tháng này đưa tin, quân đội nước này đã bắt giữ khoảng 200 binh sĩ Trung Quốc đang tìm cách phá hủy các bunker của Ấn Độ dọc theo biên giới tranh chấp được gọi là đường kiểm soát thực tế LAC. Tuy nhiên, báo Hindustan Times sau đó dẫn một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết không có binh sĩ Trung Quốc nào bị bắt giữ và cũng không có thiệt hại nào gây ra cho lực lượng phòng thủ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng bác tin các binh sĩ nước này đã bị bắt giữ, nhưng cho biết binh sĩ của họ đã bị quân đội Ấn Độ cản trở một cách vô lý khi thực hiện cuộc tuần tra định kỳ vào cuối tháng trước ở biên giới. Hãng Reuters đưa tin, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel mới đây cho biết, sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Liên minh châu Âu và Trung Quốc sẽ sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Ông Michel viết trên Twitter, về quan hệ Trung Quốc và châu Âu, bất chấp những khác biệt, đối thoại vẫn rất quan trọng. Hai bên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh và củng cố đối thoại. Trước đó, châu Âu đã cùng với Hoa Kỳ, Anh và Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quan chức Trung Quốc vào ngày 22 tháng 3 vì vi phạm nhân quyền. Châu Âu ngay lập tức bị Bắc Kinh trả đũa bằng cách trừng phạt các nhà lập pháp nghị viện châu Âu. Căng thẳng gia tăng thỏa thuận đầu tư giữa châu Âu và Trung Quốc từ đó đã bị đóng băng. Quan chức châu Âu nói, châu Âu cho rằng các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với các nhà hoạch định chính sách châu Âu là phi lý và không thể chấp nhận được. Châu Âu sẽ tiếp tục tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế cân bằng hơn. Theo truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, Bộ trưởng Giao thông của chính quyền Biden đang nghỉ phép có lương trong bối cảnh nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng nghiêm trọng do sự tắc nghẽn ùn ứ các tàu chở hàng tại các cảng biển nước này. Gần đây, hashtag MT Silvestro kệ hàng trống không đã trở thành từ tìm kiếm hàng đầu tiên trên mạng xã hội. Người tiêu dùng thất vọng vì tình trạng thiếu hàng trên toàn quốc đã đổ lỗi cho chính quyền liên bang. Họ đăng tải hình ảnh những chiếc kệ trống trong các cửa hàng trên khắp đất nước lên mạng xã hội để bày tỏ sự tức giận của mình. Sự kiến cuộc khủng hoảng vẫn sẽ tiếp tục ngay cả khi lễ Giáng sinh đang đến gần. Trước tình trạng này, Tổng thống Joe Biden cũng đã thừa nhận những lo lắng và đưa ra một vấn đề. Khi ngày lễ đến gần, bạn có thể tự hỏi liệu những món quà mình định mua có được giao đúng hẹn hay không. Hiện các chuỗi cửa hàng lớn của Mỹ như Walmart, Home Depot, Costco và Target đã phải thuê phương thức vận chuyển của riêng họ để vận chuyển các hàng hóa đang mắc kẹt trên tàu chở hàng. Các tàu hàng đó đang xếp hàng để chờ cập bến.
Mới đây, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch thử tên lửa đưa vệ tinh và các công nghệ khác vào vũ trụ, một bước tiến quan trọng nhằm đẩy mạnh chương trình nghiên cứu không gian và triển khai những mục tiêu tham vọng về phát triển mạng 6G, vệ tinh do thám và thậm chí cả tàu thăm dò mặt trăng. Để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tên lửa KSLV-2 Nuri do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KARI thiết kế sẽ đưa 1,5 tấn hàng lên quỹ đạo cách trái đất từ 600 đến 800 km và đưa một vệ tinh giả vào không gian. Ông Han Sang-yeop, giám đốc bộ phận bảo đảm chất lượng bệ phóng của KARI cho biết, tên lửa Nuri hoàn toàn sử dụng công nghệ của Hàn Quốc. Đây là phương tiện phóng lên vũ trụ nội địa đầu tiên mà nước này làm được. Ông Han nhấn mạnh, việc sở hữu phương tiện phóng riêng sẽ giúp đất nước có được sự linh hoạt khi đưa các vật thể lên vũ trụ cũng như lịch trình phóng, đồng thời tự chủ hơn trong việc đưa những vật thể bí mật lên quỹ đạo nhằm giám sát Triều Tiên. Dự kiến tên lửa sẽ được phóng từ bờ biển phía nam của bán đảo vượt Đại Tây Dương theo quỹ đạo tránh đi qua Nhật Bản, Indonesia, Philippines và các vùng đất lớn khác. Theo kênh CNA, các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia BRIN và Đại học Brinton của Anh đã lấy mẫu nước tại 4 vị trí trên vịnh Jakarta để tiến hành phân tích. Qua đó phát hiện nước biển vịnh Jakarta chứa nồng độ chất paracetamol cao bất thường, dẫn đến quan ngại về tác động đối với môi trường, sức khỏe của con người và sự sống của các sinh vật biển. Giáo sư Jainas Arifin, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, nhiều người thường uống paracetamol khi bị đau đầu, sốt hoặc đau người. Tuy nhiên chất này có thể gây tử vong nếu đưa vào người quá nhiều. Ngoài ra, việc tiếp xúc lâu dài với hàm lượng paracetamol cao có thể gây suy giảm chức năng sinh sản ở động vật có vỏ. Ông Arisayas Nasulution, nhà hoạt động của Tổ chức Hòa bình Xanh Indonesia, gợi ý rằng nguồn gốc paracetamol gây ô nhiễm cho vịnh có thể từ xả thải của các nhà máy, nhất là các hãng dược phẩm hoặc từ bệnh viện. Chính quyền thủ đô Jakarta thông báo sẽ kiểm tra xem các công ty dược xử lý thuốc hết hạn của họ như thế nào. Hiện có 27 hãng dược đang hoạt động tại Jakarta. Theo hãng tin Reuters, giá nhiên liệu tại châu Âu và toàn cầu tăng cao đang làm giảm sản xuất công nghiệp và tăng gánh nặng chi phí năng lượng lên người tiêu dùng. Trước thực trạng này, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ họp vào ngày 21 và ngày 22 tháng 10 tới đây để thảo luận về thực trạng tăng giá năng lượng và bộ giải pháp mà Ủy ban châu EC mới ban hành trong tuần này. Trong đó đã khẳng định những biện pháp mà các chính phủ các quốc gia thành viên châu Âu có thể sử dụng để cung cấp trợ cấp ngay lập tức cho người tiêu dùng. Tại cuộc họp, dự kiến châu Âu sẽ đề nghị EC và các quốc gia thành viên sử dụng bộ giải pháp để cung cấp trợ cấp ngắn hạn cho những người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhất, cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Được biết, khoảng 20 quốc gia thành viên châu Âu đã soạn thảo các biện pháp như vậy, trong đó bao gồm việc định mức trần giá năng lượng, cắt giảm thuế năng lượng và tiến hành trợ cấp cho những hộ gia đình thu nhập thấp. Trong đó, Đức có kế hoạch cắt bỏ khoản phí trả thêm trong các hóa đơn phí năng lượng của khách hàng. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng sẽ đánh giá các biện pháp mà châu Âu có thể thực hiện trong dài hạn để bảo vệ các quốc gia thành viên ứng phó với tăng giá năng lượng, trong đó có biện pháp mua chung xăng dầu. Mới đây, Ủy viên châu Âu về Y tế và An toàn thực phẩm Stella Kyriakides cảnh báo sự lưu hành của COVID-19 và cúm theo mùa có thể gây ra mùa song dịch nguy hiểm khi mùa đông đến. Bà Kyriakides nói, khi chuyển từ mùa thu sang mùa đông, chúng ta cần phải hành động và đảm bảo hệ thống y tế không quá tải. Đồng thời cho biết có tới 40.000 người ở Liên minh châu Âu thiệt mạng mỗi năm do các nguyên nhân liên quan đến cúm, ngay cả khi không có đại dịch COVID-19. Được biết, với các biện pháp hạn chế người COVID-19 được áp dụng trong năm ngoái, châu Âu đã có một mùa cúm cực kỳ nhẹ. Tuy nhiên, với năm nay, bà nhấn mạnh rằng hãy bảo đảm chúng ta không bị bùng phát trong năm nay khi dần dần mở cửa trở lại. Thưa quý vị, về tình hình dịch bệnh COVID-19, thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 437.000 ca mắc mới và thêm hơn 7.000 ca không qua khỏi mới. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh vẫn là Mỹ với 45.738.585 ca mắc và 743.880 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, nước này hiện có tổng cộng là 34.053.573 ca mắc, trong đó có 452.010 trường hợp tử vong. Brazil là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Ấn Độ, với 21.627.476 người nhiễm bệnh, trong đó có 602.727 bệnh nhân không qua khỏi. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia hiện là nước dẫn đầu khu vực với 4.233.014 ca nhiễm và 142.889 ca tử vong. Philippines là nước đứng thứ hai với 2.705.792 ca nhiễm và 40.424 ca tử vong. Tiếp theo là Malaysia, hiện là nước đứng thứ ba khu vực với 2.377.033 ca nhiễm và 27.770 ca tử vong.
Thái Lan hiện có 1.772.838 ca nhiễm và 18.205 ca tử vong. Myanmar hiện có 485.646 ca nhiễm và 18.297 ca tử vong. Tiếp theo là Singapore, hiện có 141.772 ca nhiễm và 215 ca tử vong. Campuchia hiện có 116.407 ca nhiễm và 2.634 ca tử vong. Lào hiện có 31.188 ca nhiễm và 36 ca tử vong. Đông Timor hiện có 19.703 ca nhiễm và 119 ca tử vong. Brunei hiện có 10.251 ca nhiễm và 68 ca tử vong. Tiếp theo là số liệu ca mắc COVID-19 theo nguồn Golden Meter. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới lúc này đang là 240.862.320 ca. Tổng số ca không qua khỏi 4.905.245 ca. Tổng số ca hồi phục 218.122.627 ca. Những con số vừa rồi đã khép lại phần tin tức ngày hôm nay. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Chiến thắng không phải là tất cả, giúp người khác chiến thắng lại là thành công lớn nhất. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với một câu chuyện để hiểu rõ hơn về vấn đề này quý vị nhé. Tại một cuộc thi Thế vận hội đặc biệt tổ chức tại Seattle dành cho những người khuyết tật, có 9 vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần tham gia. Họ cùng tập trung trước vạch xuất phát để tranh tài trong cuộc thi chạy cự ly 100m. Mặc dù là những người không lành lặn, nhưng ai cũng mang trong mình sự lạc quan và tinh thần thi đấu hết mình. Khi tiếng súng nổ báo hiệu cuộc thi bắt đầu, cả 9 vận động viên hăng hái và nỗ lực chạy về phía trước. Trong khi 8 người khác đã đặt những bước chân đầu tiên trên đường đua với quyết tâm chiến thắng, một cậu bé vẫn còn loay hoay ở khu vực gần sát vạch xuất phát, bởi vì cậu liên tục bị vấp ngã và sau đó ngã khuỵu xuống. Đầu gối của cậu đập mạnh xuống đường, da của cậu bị chảy xước và rớm máu. Cuối cùng cậu bé bật khóc. Ngay khi nghe tiếng khóc, cả 8 người cùng giảm tốc độ chạy và nhìn lại phía sau. Nhìn thấy người bạn của mình đang chịu đau đớn phía cuối đường, không ai nói với ai, họ đồng loạt quay trở lại phía vạch xuất phát. Một cô gái bị bệnh đau ngồi xuống cạnh cậu bé, đặt tay lên chỗ vết thương của cậu, rồi từ từ thổi vào chỗ da bị chảy xước để làm dịu đi sự đau rát. Những người khác ngồi xung quanh, ánh mắt họ tỏ rõ sự lo lắng và tất cả sự tập trung của họ dồn cả vào cậu bé. Sau một lúc, cô gái mỉm cười và dịu dàng hỏi, "Em đã thấy đỡ hơn chưa?" Đến lúc này, cậu bé đưa tay lau những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và gật đầu nhìn tất cả mọi người. Rồi cả 9 người khoác vai nhau, dìu dắt nhau cùng bước về đích. Chứng kiến khung cảnh ấy, tất cả khán giả đều đứng lên và đồng loạt vỗ tay. Đó là một cuộc thi chưa từng xảy ra, vì đó là cuộc thi không có đối thủ. Cuộc đua ấy chỉ có đồng đội, có ý chí sẵn sàng thi đấu và tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau hết mình. Cuộc thi có 9 vận động viên tham gia và cả 9 người đều trở thành những nhà vô địch. Điều họ vượt qua không phải là quãng đường 100m, điều họ chiến thắng không phải là những đối thủ trong cuộc thi, điều họ đạt được cũng không phải tấm huy chương vàng. Thành công ngày hôm đó của họ chính là giúp mọi người nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là thắng cuộc mà là giúp người khác cùng vươn lên. Cũng như vậy, chiến thắng không phải là tất cả, giúp đỡ người khác chiến thắng mới làm nên giá trị đích thực của mỗi người. Trong đám đông hôm đó, có những giọt nước mắt xúc động, có cả những nụ cười cảm phục. Câu chuyện ấy đã được mọi người lưu truyền lại mãi về sau, đồng thời coi đó là tấm gương để nhìn lại chính mình nếu một ngày nào đó họ lạc bước trong sự bon chen, tranh đấu của xã hội. Có thể giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh ấy, có thể cùng người khác tiến lên mà không vì cái danh lợi của bản thân ràng buộc, có thể bỏ qua những được mất tạm bợ mà đưa bàn tay giúp đỡ người khác, cứu mang người khác khi họ gặp khó khăn. Đó quả là những người có lòng vị tha cao cả. Victor Hugo, nhà văn nổi tiếng của nước Pháp đã từng nói, trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn đại dương lại là bầu trời, mà thứ rộng hơn cả bầu trời lại chính là lòng người. Chính vì thế, người khoan dung, lương thiện là người hạnh phúc và có cuộc sống vô cùng thư thái. Bởi vì lương thiện nên trái tim luôn rộng mở, có thể dùng sự chân thành để đối xử với tất cả mọi người, kể cả những người xa lạ. Họ đối với giàu và nghèo, được và mất, danh tiếng và quyền lực đều không một chút bận tâm lo lắng. Bởi điều quan trọng nhất trong cuộc sống của họ là giúp đỡ người khác, nghĩ cho người khác trước khi nghĩ tới bản thân mình.
Những người khoan dung luôn dựa vào cái tâm chân chính của mình mà sống, vì không chú trọng tới lợi ích cá nhân nên cũng không có tranh giành ganh đua. Họ hiểu rằng có thể giúp đỡ người khác cũng là đang giúp đỡ chính mình, mang đến cho người sự bình an và nụ cười hạnh phúc cũng chính là mang đến cho cuộc đời mình hạnh phúc và bình an vĩnh hằng. Họ hiểu rằng cho đi tức là còn mãi. Điều đó có nghĩa rằng lòng người là thứ rộng lớn và bao la nhất trên thế gian, bởi vì bản chất nguyên sơ của con người chính là thiện, là bao dung, độ lượng, từ bi. Cái thiện trong bản chất của con người cũng chính là cái thiện bắt nguồn từ đặc tính tối cao của vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, và đó cũng là nguyên lý của môn tu luyện khí công của Phật gia đã đem lại lợi ích cả tâm lẫn thân cho hàng triệu người trên thế giới. Vì sao bộ môn này có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và trị bệnh? Câu trả lời này được giải đáp trong cuốn sách được truyền thể từ Luận án Tiến sĩ của Tiến sĩ Margaret Chase. Cuốn sách đã được dịch ra tiếng Việt, mọi người có thể đọc miễn phí. Quý vị hãy để lại bình luận để nhận link sách hoặc tìm video tác động của Pháp Luân Công đối với sức khỏe trên kênh Hành Trình Tương Lai Nguồn Cội. Các biện pháp của khí công không bác bỏ hay phản đối điều trị theo Tây Y. Xin đừng bỏ qua dù chỉ là một tia hy vọng. Tuy nhiên, vì những lời vu khống và sai sự thật và có một vài nơi còn đàn áp người vô tội thực hành môn tu luyện này, nên chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ biết sự thật và những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch để nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích. Để đọc sách chuyển pháp luân và luyện công miễn phí, quý vị có thể truy cập vào đường link chúng tôi có gắn trên màn hình. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của nhiều bệnh nhân ở Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam và trên thế giới, việc thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn True Words, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo đã giúp cho nhiều người cải thiện sức khỏe. Vậy điều này có phải mê tín hay không? Mời quý vị theo dõi video Cơ sở khoa học của niệm chân ngôn trên kênh Hành Trình Tương Lai Nguồn Cội. Đường link chúng tôi có gắn ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hãy tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với cộng đồng và theo dõi những phần nhân sinh khác. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhận chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Còn bây giờ, Ngọc Trang xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.